Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video. Cái này thì lần trước mình cũng có đọc được một comment, một bình luận của một bạn bình luận ở cái kênh mình, bảo là mình nghe nói ở Đài Loan là có động đất đấy. Thì ngay như cái đêm hôm qua thôi đấy, sáng hôm nay, không phải đêm qua mà sáng nay, bởi vì nó mới sang canh giờ thứ nhất rồi, là sang 1 giờ rồi, là sang ngày hôm nay rồi, là ngày 23 tháng 3 năm 2022 đấy. Thì là lúc 1 giờ 40 mấy phút, mình không nhớ, mình sẽ để ảnh vào đây. Thì là cái điện thoại mình nó rú ầm lên, kiểu nó phát ra cảnh báo ấy. Ở bên này rất hay là kiểu khi mà người ta biết là có động đất lúc đấy, hay là lúc mà nó rung một cái nữa. Hầu như là cả cái Đài Loan này này, hầu như là đa số là các chỗ đều rung luôn ấy. Thế nên là người ta phát ra một cái thông báo là cảnh báo động đất ấy. Đấy, kiểu đấy là điện thoại là thường là những cái sim chính chủ ấy, đấy là nó sẽ kêu, còn những cái sim như kiểu là sim 5 mà mình mua không số ấy, thì là nó sẽ không có thông báo đấy. Còn những cái sim chính chủ là có, cái sim này mình vẫn dùng thì cái đợt cách ly mình mới nạp tiền, cái lần vừa rồi sim 5 của mình hết mạng rồi, thế là mình mới nạp tiền vào. Thế là mình vẫn tiếp tục dùng cái sim này đấy, cái sim từ cái đợt mà cách ly, từ cái đợt ông Vi ở Việt Nam ấy, đấy là mình vẫn dùng cái sim đấy. Thì là nó rú ầm lên, thì là mình tỉnh dậy, thì là lần này là mình đúng là lần đầu tiên mình chứng kiến là động đất nó lâu đến như vậy. Nó cũng rơi vào độ khoảng tầm 40 đến 50 giây đấy, gần 1 phút, nó dùng rất lâu nhưng mà nó lắc rất là mạnh luôn, rất là mạnh. Nói chung đồ đạc thì vẫn bình thường không rơi, nhưng mà kiểu nó nắc cái rung nắc ấy, đấy. Thì là khoảng một lúc sau thì vẫn có một cái động đất, nhưng mà nó chỉ khoảng 2-3 giây thôi, thì nó hơi nắc một tí thì không sao. Rồi là còn thi thoảng còn một tí nữa, nhưng mà đến lại khoảng hơn 4 giờ lại tiếp tục một phát động đất nữa, một trận động đất nữa. Nhưng mà lần này thì động đất cũng nhanh thôi, chỉ khoảng gần 5 giây. Cả hai lần đều kêu lên và mình đều tỉnh, và mình nói chung là mình chứng kiến trọn cái cảnh động đất luôn đấy. Thì lần thứ hai thì nó chỉ hơi nắc, nhưng mà lần đầu tiên là nắc ấy. Thì hôm nay mình thông báo, mình cũng có chia sẻ một bài lên Facebook, thì cái video này chắc ngày mai mình sẽ đăng luôn đấy. Ngày mai 24 tháng 3 thì mình sẽ đăng luôn để cho các bạn xem đấy. Thì mình có chia sẻ một bài Facebook, đó là ở cái khu vực Hoa Liên ấy, Hoa Liên ở bên này mình không biết người ta đọc như nào đấy. Thì là động đất ở chỗ đấy hình như là tâm ấy đấy. Thì là kiểu là nghe con nói nó va chạm cái bờ biển hay cái eo biển gì ở ngoài biển khơi ấy, đấy ngoài xa, thì là nó có dư chấn, thì là nó động đất ở Đài Loan. Ở Đài Loan này thì nó là cái đảo nên là nó thường xuyên xảy ra động đất. Từ ngày mình sang đến đây giờ mình cũng nói chung 2 tháng này là mình được 1 năm rồi, 2 tháng tháng 3 này là mình được 1 năm, thì là mình cũng chứng kiến khoảng 4 đến 5 trận động đất rồi. Nhưng mà mấy lần trước thì là nó chỉ hơi nắc tí là thôi, nhưng mà lần đêm qua lắc lâu thật đấy, là điện thoại này cứ rú ầm lên, đến lúc là đúng là rất hay nhá. Ở bên này cái thông tin mạng rất hay, là rú đến khi nào dừng động đất cái là hết thông báo luôn đấy, rất hay luôn đấy. Mà không biết là mà cả cái Đài Loan này mà động đất đều động đất hay sao, mà người ta phát đi cảnh báo là tất cả Đài Loan luôn đấy. Tức là cứ có cái sim nắp vào là phát ra cảnh báo. Nói chung rất là hay, bên này cái thông tin rất hay đấy. Thì tiếc cái bên này cái phủ sóng wifi thì nó ít hơn mình, đa số người ta toàn dùng sim mạng ấy là nhiều. Wifi cũng có nhưng mà mình cảm thấy nó rất là ít, mà wifi công cộng nhiều khi cũng không có, khu mình không có luôn đấy bạn, rất ít luôn đấy. Thì là động đất sang bên này thì chắc chắn là các bạn sẽ gặp động đất rồi. Nhưng ngày xưa mình, bản thân mình ở Việt Nam, mình ở tỉnh Hưng Yên đấy, thì là nói chung từ bé lớn không biết động đất là gì luôn. Cũng có lên vùng núi chơi, cũng có đi chơi một số nơi rồi, nhưng mà cũng chưa chứng kiến bao giờ cả. Đến sang bên Đài Loan này là 19 tuổi, qua 19 tuổi sang bên Đài Loan mới biết động đất như nào. Còn nhiều khi các bạn nhìn là ở các vùng núi hoặc miền Trung ấy, thì là các bạn biết động đất như nào. Nhiều khi bạn nhỏ cũng biết động đất rồi. Thế nhưng mà cái động đất này thì nói thật là nó cũng không hay gì cả. Động đất thì nhiều khi là động đất mạnh thì nó cũng xảy ra rất nhiều các cái biến cố, các cái sự cố, rồi là có thể là thiên tai đấy. Nói chung là nó không vui một tí nào cả. Cái này nó cũng không phải là, nó là một trong những cái dạng thiên tai đấy, nên là cái này nó là không phải là cái tốt gì cả. Thế nên là mình cũng không thích cái vấn đề này lắm, bởi vì là động đất nhẹ thì là nó hơi rung thôi, nhưng mà động đất mạnh như tuần vừa rồi thì phải, ở Nhật Bản có cái trận động đất mạnh đến hàng bao nhiêu độ Richter này, 7, bao nhiêu ấy, hay là 6, mấy là mình thấy là siêu thị rồi các thứ, nhà cửa nó rơi rụng lung tung, đổ linh tinh mạnh. Nhật Bản thì thường xuyên động đất rồi, gọi là đất nước của núi lửa và động đất mà đấy. Nhật Bản, Đài Loan nó cũng như kiểu là Nhật Bản, nó cũng là thực ra nó cũng ở ngoài biển, ngoài đảo ấy, thì là thường là động đất nó bắt nguồn từ cái ngoài cái biển khơi đấy, sẽ ấy về xong về trong dư chấn về trong đất liền đấy. Mình không rõ về địa lý, nói chung là cũng dốt, nhưng mà mình chia sẻ với các bạn đấy là 19 năm bắt đầu mới biết động đất, còn từ bé chưa biết động đất như nào. Nhiều khi các bạn ở Việt Nam theo khi các bạn ấy đến hàng mấy chục năm chả biết động đất này gì đấy. Nhưng sang bên Đài Loan chắc chắn là sẽ có động đất, chắc chắn là sẽ có, bởi vì là bên này thì là cũng không xảy ra thường xuyên, thi thoảng thôi, nhưng mà là có động đất. Còn ở Việt Nam mình thì cũng có, nhưng mà tùy từng vùng núi thôi, hoặc là ấy thôi, chứ còn như ở Hưng Yên mình ấy thì là nó ở vùng Đồng Bằng Sông Hồng, nó không có. Ngày xưa thế gia đình mình cả bảo là ngày nâu lắm thì cũng có đấy, nhưng mà ngày mình đẻ ra giờ là không có, hầu như là không có luôn, không có động đất. Cái sao mày này phải có động đất thì là mình cũng vào Facebook luôn, thì là trên các cái trang tin Đài Loan là cộng đồng người Việt Nam tại Đài Loan là đăng lên là mầm là động đất này, là rung chuyển các thứ. Mình thấy có cả cái ảnh chụp còn trứng ở siêu thị còn rơi đổ đất đấy. Nhưng mà chắc là cái vùng đó là cái vùng tâm của động đất, nên là động đất nó mạnh, thế nên là đồ đạc các thứ là rơi đấy. À, Hoa Liên còn có một cái đoạn đường còn bị lứt, chứng tỏ đây là động đất rất mạnh, mà mình đọc thông báo là 6 mấy độ Richter. Mình không giỏi về địa lý, các bạn nào mà giỏi về địa lý sẽ biết đấy, nó rung chuyển, nó nứt cả đường rồi đấy, các bạn thấy nó mạnh như thế nào. Ở khu mình là khu Lán Thấu, chỗ này người ta gọi là Caotun, ở tiếng Anh người ta ghi là, nhiều bạn hỏi mình ở đâu đấy. Thì mình ở Thảo Thuấn, mình không đọc giống người Đài người ta đọc, nhưng mà kiểu nó là Thảo Thuấn, Chảo Thuấn hoặc là Chảo Thuận đấy, nói chung là Chảo Thuấn, không đọc giống họ, nhưng mà tiếng Anh là họ ghi là Caotun, Lán Thấu. Thực ra đọc là Lán Thấu, ở trong tiếng dịch là Lán Thấu, nhưng mà kiểu cái phát âm của người Đài nhưng nó thiên một cái dấu hỏi hơn, kiểu Lán Thấu đấy. Đọc khó đọc, không đọc như người ta đấy. Là khu Lán Thấu, mình ở Lán Thấu. Cái huyện này là cái huyện lớn thứ 2 tại Đài Loan đấy, thì là không có biển, là cái gọi là cái huyện duy nhất là không có biển. Hình như là huyện vẫn có phải huyện duy nhất không, nhưng mà là huyện duy nhất ở Đài Loan là không có đường tàu chạy qua đấy. Ở Đài Loan là tất cả các tỉnh là tất cả các huyện khác của thành phố là hầu như đều có tuyến đường sắt chạy qua đấy. Không có tàu điện ngầm các thứ, rồi tàu cao thỉa, rồi là tàu hỏa này, tàu điện, tàu đường dây tàu hỏa là đều có, nhưng mà riêng khu Lán Thấu của mình Nam Đầu là không có tàu hỏa, là không có đường tàu chạy qua. Mình đi, các bạn xem video mình, các bạn biết là mình đều phải bắt xe buýt lên ga Đài Trung. Mình đi đâu chủ yếu mình đi ở ga Đài Trung, ga lớn Đài Trung. Còn các bạn hỏi bảo là Lán Thấu thì là ở Đài Trung có phải không, thì thực ra là ở Việt Nam mình hay nói là Lán Thấu của Đài Trung, nhưng mà thực ra là Lán Thấu khác và Đài Trung khác. Cũng như kiểu các bạn biết tỉnh Hưng Yên của mình với tỉnh Hải Dương ngày xưa là một, thế nhưng mà sau này phân chia ra là tỉnh Hải Dương khác mà tỉnh Hưng Yên khác. Hai tỉnh nó chỉ giáp nhau thôi, Lán Thấu với Đài Trung nó cũng như nhau, thành phố Đài Trung và huyện Lán Thấu nó cũng giáp nhau như kiểu Hưng Yên với Hải Dương của mình đấy. Nhưng mà nó không liên quan gì đến nhau cả đấy. Nó không liên quan đến nhau cả, còn gọi thì là mình gọi như thế. Cũng như kiểu ở Việt Nam mình hay gọi là kiểu các cái tỉnh, ví dụ như kiểu là Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng nên là ở miền Trung đấy. Thì thực ra là các cái tỉnh đấy nằm ở miền Trung, nên là mình gọi luôn là miền Trung. Còn cái này thì là nó cũng nằm ở phía tức là phía giữa của cái đảo Đài Loan này, thì hay gọi nó là cái miền Trung đấy. Thì cũng người ta hay gọi là của Đài Trung, nhưng mà thực ra là Lán Thấu riêng và Đài Trung riêng, hai cái này không hề liên quan đến nhau cả đấy. Còn mình gọi nó là của miền Trung của Đài Loan thì được, còn nói của Đài Trung thì là không đúng. Các bạn sang bên này các bạn sẽ biết là nó là không liên quan đến Đài Trung cả, nó là riêng, nó chỉ giáp nhau thôi đấy. Thì là đấy, chứng kiến cái cảnh động đất thì là cũng tâm sự bạn chút là mấy hôm nữa là mình tròn 1 năm bên Đài. Nói chung là cũng không vui gì cả, gần 1 năm sang thì buồn nhiều hơn là vui mà. Cuộc sống bên này thì ai mà may mắn ngay từ đầu ấy, thì là sẽ sướng. Còn như mình thì cái thời gian đầu thì công ty có tăng ca đấy, nhưng mà do vị trí địa lý nên là cũng không có nhiều việc, cũng rất nhiều khi về làm giờ các bạn xem video cũ của mình các bạn biết là mình không ổn định tí nào cả. Đấy, đến bây giờ thì vẫn tiếp tục như vậy. Nói chung là mình cũng quen, nói chung là mình cũng quen, không bây giờ thì nằm ngoài thì đời này cũng không có việc nữa rồi. Đấy, thôi cố gắng để bạn ấy không biết làm nào cả. Thôi thì mình cứ bình tĩnh xem tình hình thế nào. Nếu mà công ty này mà không có tăng ca thì chắc chắn là mình sẽ chuyển chủ, chứ không thể nào mình ở đây được, bởi vì đi làm ngoài không phải dễ, lúc nào cũng có việc. Đấy, nhất là cái khu của mình thì nó ít việc lắm, mình nói thật là như thế. Đấy, thế nên là các bạn nào tìm hiểu các đơn hàng, cố gắng tìm đến những cái nơi mà nó đông người Việt ở thì nó sẽ hơn. Như cái khu mình cũng có người Việt nhưng mà cảm thấy nó thưa thớt quá. Đấy, mà nó cũng không có nhiều việc. Đấy, thực sự là như thế. Rồi đợt này các bạn bay sang rồi thì các bạn nào ở nhà thì cố gắng tìm hiểu những cái công ty môi giới nó lớn, nó uy tín một chút. Đấy, thì để đặt niềm tin cả vào người ta. Đấy, bây giờ thì có thể là nửa tiền nhau thì nó hơi khó đấy, nhưng mà đi thì nó còn may mắn là tìm một công ty tốt, công ty nào uy tín thì tìm cho bạn những đơn tốt. Đấy, thì các bạn chủ động tìm hiểu thật kỹ để tránh là đi những cái đơn hàng nó gọi là nó không tốt. Đấy, mình cũng không biết thế nào tốt được, nhưng mà cố gắng tìm cái công việc nó phù hợp với bản thân, không cần tăng ca nhiều quá đâu, cứ khoảng 2-3 tiếng là đủ rồi. Tăng ca nhiều quá nó cũng mệt lắm bạn, không sướng gì đâu. Nên là các bạn là tầm tuổi mình thì cứ tìm những công việc phù hợp là tốt nhất nhé bạn nhé. Thì các bạn có gì thắc mắc thì cứ bình luận ở phía dưới và nhắn tin trực tiếp cho mình sẽ trợ giúp và tư vấn cho các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video, thì hẹn gặp lại các bạn những cái video tiếp theo. Đấy, những cái video ngắn thôi, tâm sự về chuyện là động đất. Đấy, động đất ở bên Đài Loan, nói chung là mình cũng không muốn đâu, không ai muốn động đất cả, bởi vì là động đất nhẹ hay không nhẹ thì nó gây hoảng loạn. Người Đài bên này nhiều người ta cũng hoảng loạn đấy bạn. Ở khu mình im nhưng mà thấy ở công ty bảo mấy người đằng kia là sợ, nó chạy hết ra ngoài. Nhưng mình thì mình vẫn cứ nằm ở trong phòng, kệ thôi. Động đất mạnh quá thì cũng phải chạy, chứ ở cái nhà này nó cũng hơi ọp ẹp, cũng hơi nguy hiểm. Nói chung là cũng sợ bạn ạ. Đấy, hôm nay thì mưa cả ngày luôn, không khí lạnh về. Nói chung thời tiết bên này thì y như ở Việt Nam không khác gì cả. Đấy, thì cảm ơn bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Các bạn có gì thắc mắc hay có vấn đề gì hỏi thì cứ bình luận phía dưới và nhắn tin trực tiếp Facebook của mình. Facebook của mình có để phần giới thiệu kênh cũng như tất cả các video đều có Facebook của mình. Các bạn cứ chí vào cái Facebook đó là sẽ ra cái Facebook của mình. Cái đường link là chị sẽ ra cái Facebook của mình các bạn nhé. Tạm biệt tất cả các bạn.